Học bổng luôn là một vấn đề được tất cả các học sinh sinh viên quan tâm khi đi du học, bởi điều này không chỉ giảm được phần nào chi phí về học phí mà còn làm đẹp cho hồ sơ của tất cả các bạn. Ngoài những học bổng của mỗi trường ra thì chính phủ Úc cũng luôn tạo điều kiện để trao tặng nhiều suất học bổng khác để chào đón học sinh sinh viên quốc tế đến học tập và làm việc tại Úc. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu để biết làm thế nào có thể nhận được học bổng chính phủ Úc. Thì để khuyến khích học sinh, sinh viên họ nỗ lực học tập và phát triển tài năng của mình thì chính phủ Úc đã và đang cung cấp nhiều suất học bổng có giá trị khác nhau dành cho du học sinh. Nói về học bổng do chính phủ Úc cấp, các em có thể tham khảo những loại học bổng sau đây. Những học bổng này có giá trị khác nhau dành riêng cho các cấp bậc khác nhau, vì thế tiêu chí xét chọn cũng sẽ khác nhau. Ví dụ như là bằng cấp, điểm trung bình, điểm chuẩn IELTS, kinh nghiệm làm việc, trực thuộc cơ quan nào, thư giới thiệu ngành nghề v.v. Và mỗi hồ sơ là mỗi một trường hợp khác nhau. Và những giấy tờ nào thì cần thiết cho các loại học bổng đấy thì chắc chắn Tinh Đại Dương sẽ hỗ trợ cho các bạn. Thứ nhất, học bổng Endeavor cho chương trình sau đại học. Học bổng này hỗ trợ tài chính cho sinh viên quốc tế theo học chương trình sau đại học như chương trình thạc sĩ hay tiến sĩ hoặc bất cứ khóa nghiên cứu ở lĩnh vực bất kỳ tại Úc. Với học bổng Úc này, các bạn sẽ được hỗ trợ trọn gói bao gồm học phí, trợ cấp đi lại, trợ cấp hàng tháng, bảo hiểm y tế, bảo hiểm du lịch. Thứ hai, học bổng năng lực lãnh đạo Úc ALA. Học bổng này chú trọng vào việc phát triển khu vực, mở rộng quan hệ hợp tác giữa các tổ chức của Úc và các tổ chức khác ở các nước đang phát triển. ALA cung cấp khóa đào tạo ngắn hạn cho các học viên có cơ hội học tập, nghiên cứu và phát triển các hoạt động nghề nghiệp tại Úc. Chương trình này tuyển chọn ứng viên 2 lần một năm. Thứ ba, học bổng phát triển Úc ADS. Mục đích của học bổng du học này là góp phần phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa Úc và các nước đối tác. Học bổng được quản lý bởi Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại Úc, Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Nông nghiệp. Thứ tư, học bổng nghiên cứu quốc tế sau đại học IPRS. Học bổng này hướng đến nghiên cứu sinh xuất sắc, muốn có cơ hội nghiên cứu trong một môi trường chuyên nghiệp tại Úc. Học bổng này đặc biệt được tài trợ bởi chính phủ Úc cùng Bộ Đổi mới, Công nghiệp, Khoa học và Nghiên cứu DISR. Những yếu tố cần lưu ý khi nộp đơn xin học bổng của chính phủ Úc. Thứ nhất, thời hạn xét duyệt học bổng, vì thời gian học bổng của sinh viên Việt Nam có thể giống nhau hoặc khác với thời hạn ở các quốc gia khác. Vì thế, các em cần tìm rõ thông tin để không bị nhầm lẫn, và nếu quá thời hạn rồi thì rất là mất thời gian của các bạn. Và nếu chờ đến năm sau thì có thể những tiêu chí hiện tại của các bạn sẽ không đáp ứng được cùng loại. Thứ hai là điểm tổng kết trung bình. Điểm này đã hiện rõ năng lực học tập của bạn. Với những chương trình học bổng của chính phủ thì đòi hỏi càng cao. Vì vậy, bạn cần theo dõi sát những yêu cầu mà suất học bổng ấy đưa ra. Có thể cùng loại một học bổng nhưng yêu cầu điểm trung bình khác nhau cho mỗi hoàn cảnh ứng viên khác nhau. Thứ ba, các bạn phải lưu ý vào các bậc học mà các bạn đăng ký. Điều này rất dễ gây nhầm lẫn. Điều này phải phù hợp với quá trình và bằng cấp của bạn. Ví dụ, với chương trình học bổng phát triển ADS, bạn muốn đăng ký học bổng cử nhân, trong khi chương trình chỉ có học bổng dành cho thạc sĩ và tiến sĩ. Các bạn đăng ký thêm học bổng thạc sĩ trong khi các bạn đã có bằng thạc sĩ. Học bổng này chỉ dành cho người đã tốt nghiệp cử nhân và chưa có bằng thạc sĩ. Hoặc bạn đăng ký học tiến sĩ nhưng bạn không nằm trong nhóm 3 giảng viên đại học, cao đẳng, những người làm việc tại trung tâm nghiên cứu. Thứ tư, phải lưu ý những chương trình mà chính phủ có cấp học bổng, vì không phải chương trình nào cũng có bạn nhé. Có một số ngành có thể bị loại ra khỏi danh sách học bổng, và nếu vô tình chọn nhầm ngành thì hồ sơ của bạn cũng coi như bị loại ngay từ đầu. Thứ năm, điểm IELTS là một trong những điểm quan trọng, không thể xem nhẹ. Tùy theo những chương trình học sẽ có quy định từng bậc bảng điểm IELTS khác nhau, vì thế bạn cần luyện để có điểm IELTS phù hợp với chương trình muốn xin học bổng. Vì nếu bạn score IELTS 6.5 trong khi yêu cầu học bổng là 7.0 thì dù cố gắng hoàn thiện những nội dung khác tốt hơn cũng không đạt đúng được tiêu chí. Thứ sáu, xem xét mình đã chuẩn bị hồ sơ giấy tờ yêu cầu hay chưa. Bởi có nhiều du học sinh dù đủ điều kiện để nhận học bổng du học Úc nhưng vì thiếu một số giấy tờ nên bước đầu cũng bị loại đấy. Một loại học bổng yêu cầu giấy tờ khác nhau, một không chương trình nào giống chương trình nào, nên đừng để nhầm lẫn các bạn nhé. Thứ bảy là thư giới thiệu. Thư giới thiệu đóng vai trò rất quan trọng trong hồ sơ xin học bổng. Ví dụ, một ứng viên muốn xin học bổng tiến sĩ phải nộp bằng chứng họ đã được một giáo sư ủng hộ về mặt nguyên tắc với đề tài nghiên cứu của họ.
Điều này có nghĩa là ứng viên phải có bằng chứng đã liên hệ với giáo sư và đã được giáo sư ghi nhận tính khả thi của đề cương nghiên cứu của họ. Thứ 8, bằng cấp phải chính quy. Điều này rất quan trọng và cũng có thể là thiệt thòi cho một số bạn. Việc xét học bổng du học chính phủ Úc chỉ dựa trên bằng đại học chính quy, bằng đại học tại trước và liên thông đều không được coi là bằng chính quy. Các bạn hãy liên lạc trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại 3848479 3838 2080 hoặc lên văn phòng trực tiếp tại địa chỉ là 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất hoặc 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong chương trình lần sau.